Ui, đây đi, đào đúng này đi. Đào đi tí nhiều thì cứ thế lấy đường nào được thế. Cái măng này hầm mới ngon đấy. Hầm gì vịt đúng không? Nhi cũng chết. Lên. Để gì qua trong thôi, để ngoài. Mà chắc hàng khó luôn. Ôi trời, chỗ này hai ngọn. Giờ này mặc lắm thế nhỉ. Đừng ngày anh lịch đi đào. Đấy đi. Hôm nọ đào phát hố 5 ngọn rồi. Nay mà phun nước ở nhà ông Hinh thì đầy măng. Đấy gì chỗ này nẻ này có ngọn đấy anh này. Đây này chỗ này nẻ to này có ngọn này. Nẻ đậy này. Đây này. Đấy, nẻ này, đây này. Nẻ này cực kỳ đâu khu này có 80%. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
to. Đúng măng củ luôn đấy. Nhiều mưa sớm mọi năm nó khô. Nguyên chỗ này đào. Bữa gốc cây ấy của ông. Thì già này xài hết đi. Chặt hết.